Xem kìa, khoai lam chiều còn nhẹ tỏa, những người đốt khoai lam đã biến mất rồi. Ôi trăng đồi sim vô cùng thơ mộng, ta tưởng chừng như lạc vào cõi thiên thai. Suối nào bằng suối nguồn tranh, sim rừng nào ngọt bằng sim anh ơi. Ma anh ơi, để tôi núp vô bụi. Không, đấy là các tiên nữ hạ phàm trần đấy chứ. Trăng vàng suối chảy lê thê, chị em mau tắm rồi về kẻo khuya. Ai kia đừng tắm một mình, cho anh tắm với hai mình cho vui. Ôi ôi, có người rình, có người rình. Các chị em để mặt em, ai muốn ra câu hát vô duyên hãy ra đây mau lên. Xin chào chư tiên nữ. Không, chúng tôi là những cô gái miền sơn cước. À, tại sao các người lại chui vào bụi? Chúng tôi đi săn lạc đường nên chui vào bụi để chi vậy? Tìm lối về. Tìm đường dài lại chui vào bụi à? Nói nghe hữu duyên quá à. Gái sơn cước lại càng hữu duyên hơn chứ. Ông là ai? Từ đâu lại lạc vào đây chứ? Tôi hả? Vâng. Tôi là Kiểu Mộng Long, từ sân Tây đi săn bắn lạc vào đây. Còn bạn tôi nè là Tiêu Mai. Dạ, Mộng Long xin mạn phép hỏi tên người đẹp có được không? Em là sơn nữ Phà Ca, tóc cài hoa tím chính là Phà Ca. Chắc ông đói lắm phải không? Mời ông hãy thưởng thức trái sim đầu mùa. Trái này gọi là trái sim đây à? Vâng. Tôi thường thấy đồ sim nhưng mà chưa có bao giờ thấy trái sim. Ồ, sao trái sim sâu quang sâu hơn tất cả những trái ở miền Kinh, vỏ đen như bùng sinh, lại thêm mà sâu xa sần sùi chẳng có mùi ngọt ngon. Nếu ông nhìn bề ngoài mỗi vật mà đánh giá trị ở bên trong thì tôi đây chẳng có cần hầu chuyện với ông đâu. Nếu chê tôi là gái đen màu vậy tôi xin đi chào ngài tôi đi. Khoan, đừng đi. Trái sim tốt lắm, ngon lắm, tôi ăn đi nè. Ăn nữa đi, nước nè, cứ uống đi rồi tôi hát cho mà nghe. Biết hát nè, tôi ăn rồi nè, tôi uống rồi nữa nè, hát đi. Nói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bạc nước đi tìm người thương. Nghĩa là gì vậy cô? Nếu ai đến rừng sim ăn trái sim á thì thế nào cũng dính líu. Hả? Dính líu sao? Mà thôi đi, không nói nữa đâu, để lâu lâu rồi sẽ biết. Tôi hiểu rồi. Hả?
Ông hiểu như thế nào? Nghĩa là tôi biết mến trái sim miền sơn cước và biết thương dòng nước giữa suối mơ. Sơn nữ ơi, lần đầu tiên tôi biết con tim rạo rực cảnh núi rừng thổn thức mảnh lòng tôi biết yêu màu tím hoàng sim. Trong niềm thanh đạm ẩn niềm sầu mơ. Sơn nữ ơi, cô biết chăng lòng tôi khao khát ánh trăng quyền diệu của đồi núi muôn tùng. Cái ông này kỳ cục quá à. Người ta cho ăn cái sim, cho uống nước rồi còn nói cái gì kỳ kỳ làm cho người ta nhột nhạt làm sao á. Được rồi, để người ta về mé phía cha của người ta cho ông bị đòn cho ông coi nha. Ơ kìa, đừng mé. Bà ca. Dạ. Gì đó? Bà ca con. Dạ. Đêm đó khuya rồi sao chưa ngủ, gọi cha làm cái gì? Thưa cha, con với mấy chị này toan về, bỗng gặp mấy ông này, chọc ghẹo con đó à. Các ngươi vào đây không sợ trở thành những nấm mồ quan vô chủ kia sao chứ? Thanh gươm này chưa quen rỉ thì chưa chắc hẳn mồ kia chôn xác kẻ tóc xanh hay là dùi thay người đầu bạc. Hả Dung Quân? Dạ khoan. Dạ thưa cha, cần dùng thứ cho người đôi bên chẳng hận thù nhau, lòng thì bao nở sáng toàn nhau, nếu chẳng may cha đổ máu đau còn biết làm thế nào? Phà ca con, biết đâu cái lũ này là tay sai của Bạch Hổ, nó vào đây dọ thám nó tàn sát cha con ta. Không đâu, Bạch Hổ cũng là kẻ thù của cha con ta kìa. Cha ngươi là ai mà thù với Bạch Hổ chứ? Cha ta là sứ quân Kiểu Thuận. À, thế ra công tử đây là con của Kiểu Lĩnh Quynh nè. Xin công tử thứ lỗi cho lão nha. À, dạ không, chính cháu không có lỗi là gì, không biết kính lão đắc thọ. Dạ, cháu xin phép hỏi quý danh của lão má. Tên thật của lão ha đây là Lý Hoàng Mương, sao đổi mường phao từ khi khoác áo mường này? Trước kia lão đem tài giúp sứ quân Bạch Hổ, tài dùng gươm phỉ chi hùng anh, suốt một thời liệt quanh. Nhưng mà thằng Bạch Hổ ngại lão là phản tâm, nên lần hồi thu hết quyền binh, còn đang tâm muốn đem lão mà sát tàn. Nhưng mai lão biết được dội vàng có đào xanh, rồi lão ẩn trú rừng già này, mai gặp được cha ruột của Phà Ca. À, thế là lão bá là dưỡng phụ của Phà Ca. Dạ, cháu xin mời bác về sân Tây phụ lực với cha cháu để rửa hờn Bạch Hổ nha. Dạ thưa cha, không nên nghe lời người này để dấn thân vào dòng chém giết. Nói như con rồi làm sao cha rửa nhục năm xưa chứ. Thưa cha, theo con thiết tưởng, mang nhiều hận quán làm gì thêm bận trí. Thoảng như cha có hạ sát được Bạch Hổ thì mối hận năm xưa cũng qua rồi. Ờ kìa, làm ngơ trước hận thù mà cô không cho là một điều nhục sao? Nhưng không nhục bằng để kẻ gian ác lợi dụng sự hận thù ấy để lên ngôi bá chủ, ngồi trên đầu thiên hạ. Hòa ca, chưa cùng vô lễ. Xin công tử hãy về tể xá cha con chúng tôi sửa soạn hành lý, ngày mai lên đường. Xin vâng. Nếu Hoàng Mưu anh bằng lòng bỏ núi rừng về giúp Kiểu Thuận này thì lo gì không táo trừ Bạch Hổ. Nhưng ngại thằng Cảnh Thạc lợi dụng lúc ta vắng binh kéo quần đánh chiếm sơn Tây này thì ta làm sao mà trở tay cho kịp? Dễ lắm mà. Nguyên Cảnh Thạc có một ái nữ tên là Ngọc Tú, sắc nước hương trời. Anh mau đem lễ vật xin phép cưới cho nga mộng lòng, rồi nga lấy nghĩa thông gia là tình thâm, hòa nhau muôn đời sau. Ta nga rảnh việc tha hồ, ta chinh phạt Bạch Hổ để rửa hờn, thế là vẹn toàn. Hay lắm. Dẹp Bạch Hổ xong á, ta đánh luôn Cảnh Thạc, chiếm đổ Động Giang thì sư huynh sẽ làm chúa thiên hạ. Rõ là mưu thần, nhưng ngài Mộng Long thiểu tài lại thiểu trí. Lão xin đảm nhiệm làm tôn sư công tử. Như thế còn gì hơn nữa, Mộng Long hãy lại tạ sư phụ đi. Dạ con kính lại sư phụ. Được rồi, anh ráng tận tâm dạy cháu, giờ xin phép anh để tôi ra kiểm điểm binh tình. Dạ. Mộng Long cháu. Dạ. Hãy ráng lo học tập nhé. Phà ca con. Dạ. Nên xem Mộng Long như anh em nghe chưa. Bây giờ con chỉ lại cho anh con những đường gươm đi. Thưa cha, nếu con dạy người đó đó thì người đó phải kêu con bằng thầy à. Trời ơi, con gái mà làm thầy trai kỳ cục quá à. Cháu không chịu đâu. Phà ca con. Dạ. Đừng có đùa nữa. Hai đứa hãy dung gươm lên tập dượt, ai rứt gươm kể như thua. Phà ca con, nhặt gươm cho anh con, cha vào có chuyện cần nha. Gươm nè, cầm lên đi ông. Gọi tôi bằng anh không được sao? Bác đã bảo chúng ta là anh em mà. Anh hả? Trời ơi, nó ngưỡng miệng làm sao á.
tôi gọi Phà Ca bằng em, Phà Ca có vui lòng không? Tùy ý. Phà Ca, vài chăng nữa anh cưới vợ, em có buồn không? Anh có vợ là anh nhờ, tại sao tôi lại phải buồn? Em có biết rằng anh cưới vợ là theo lệnh của Nghiêm Đường không? Lẩn thẩn thật, việc vợ chồng của anh, tôi hiểu làm gì. Thôi đi, về lo cưới vợ đi ông con trai ơi. Phà ca đừng giả vờ tự nhiên dâu diêm môi tình trong trắng như tuyết nảy nở giữa tim vàng. Phà ca ơi thua thật rằng anh nó đã yêu nàng. Còn Ngọc Tú với anh là hai người xa lạ, chưa hề quen biết nhau, thì làm sao nảy nở tình yêu? Nếu Phà Ca can đảm thu thật tiếng nói của lòng anh, thu thật với sư phụ, xin cùng em hòa hợp mối duyên lành. Anh đừng bảo thế, Ngọc Tú một con nương đầy cát, sống cuộc đời nhung lụa phăng phong. Còn em tà áo tím màu quá xiêm sầu, mong thanh đạm đơn sơ như một đóa hoa. Làm sao dám cùng anh đi nên nghĩa vợ chồng? Dù sao anh cũng là một trưởng tử của sứ quân, cũng sống cảnh lầu đài nguy nga lòng lấy, phải tìm chỗ lòng lấy nguy. Con chim phụng hoàng mới xứng đáng đậu cây ngô cành bích, còn em chim cú chỉ biết đậu cành ta. Dầu anh có thật giả yêu em, muôn ngăn hộ đôi vẫn là bức tường thành ngăn cản. Anh làm sao dám cãi cha để dày duyên cầm sắc với Phà Ca? Phà Ca em quá thay một tâm lòng chân thật, khiến cho lòng anh tha thiết với Phà Ca. Nhịp cầu duyên ai bắt ngang, những khách chung tình còn ngại ngùng chân bước. Còn người không yêu phải cưới để dày duyên, vì bá công hầu của sư phụ mà anh biến thành là một nạn nhân của cuộc hoa rễ bán dâu. Phà Ca dầu không được làm chồng em trên thực tế, anh cũng vẫn mong sao được cùng em kết tóc trong giấc kê vàng. Dạ, lệnh công kêu công tử vào dạ việc. Anh hãy vào lo lễ cưới. Anh về nhé. Ngày mai đám cưới người ta, tại sao sân nữ Phà Ca lại buồn? Ngày mai đàn gái đưa dầu tới, mà thằng Bổng Lâm coi nó không lo lắng gì cả. Bổng sư huynh, tôi thấy công tử thành tài, kiếm thuật cũng tinh vi, mưu lược cũng hơn người. Nhưng không hiểu sao công tử là giàu giàu kém phần vui vẻ, khác thường hơn những kẻ khác sắp đến ngày cưới vợ là băn khoăn rộn rã. Dạ thưa cha, cha gọi con có điều chi dạy bảo vậy cha? Ngày mai là ngày hôn lễ, là ngày quan trọng nhất của đời con, sao con thờ ơ quá vậy? Bác cho gọi cháu về tập hành lễ để ngày mai cháu khỏi lụp chụp, đàn gái họ cười. Thôi mặc áo rộng đội khăn lên đi cháu. Trời ơi, mặc cái áo rộng thùng thình giống như con kênh kênh. Ủa, giống y như con trâu chết sình vậy hả? Tôi không ghẹo anh, tôi giống cái gì thì kệ tôi. Mộng Lòng, con nên nhớ đám cưới này có hai mối lợi lớn. Trước nhất là con được vợ ngoan, sau là cha sẽ nắm cả gian sang cơ đồ. Tại sao còn kém dùi tời
con không muốn họ kiểu làm chúa cả giao châu này. Không đâu, anh làm bộ mắc cỡ vậy chứ đầu óc của anh đang suy nghĩ tìm một câu văn chương bóng bẩy để khai mạc cái đêm tân hôn chứ đâu phải anh buồn. Em yêu màu tím hoa sim, trong màu thanh đạm ẩn niềm sầu mơ. May quá, có cháu Phà Ca đây, cháu hãy làm cô dâu giả để Mộng Long tập làm rễ thứ nào. Làm cô dâu giả chứ bộ dâu thiệt hơn sao mà mắc cỡ. Ê, phải chi mấy lúc này có cô nào làm cô dâu phụ thì nó hay biết chừng nào. Chú Tiều Mai có ý kiến hay, vậy chú làm dâu phụ giả giùm đi. Ê trời, tôi như vậy mà ông bảo làm cô dâu giả sao được hỡi trời. Râu rịa lắng quăng lằng quằng lèo queo trần cà kheo, tai cứng cát nào khác cành củi còn, tiếng nói rền rỉ ầm ĩ giống á y con chim mèo. Trời ơi, à cô dâu thiệt tới rồi, vậy thì cô dâu giả hết xài rồi. Rước cô dâu đi, mau lên. Áo cưới giả tròn cô dâu già, trong biển lòng nổi trần phong ba. Ngày mai đám cưới người ta, tại sao sân nữ Phà Ca lại buồn? Đám cưới lớn quá, lớn quá, cô dâu sang quá, sang quá, xứng đôi vừa lứa quá, họ xứng đôi vừa lứa nên mới nên nghĩa nở duyên. Ta gái sông cất nên lỡ làng duyên nở. Bảo lòng ta lòng lòng trong đau thương, mỗi sát pháo rải hồng trên mặt đất, mỗi mảnh lòng tan nát bởi yêu đương. Mộng Long ơi, chàng vui say trên miên rượu ai ân, còn em thầm đáo trong gian vợ mối ta lòng. Em thân muốn khóc nhưng mà giọt lại cứ mãi tuôn dòng. Thế chàng vui hiệp cần giao bôi, ái tình ơi dân dân chi chưa rối môi. Chẳng yêu mà chẳng cho yêu, xuôi chi cạnh kẻ vui người thì cam chịu đây nghiêng cả tâm căng tràn. Cao xanh ơi cho tôi biết đi, đừng cho tôi nghe những tiếng nói như kim châm muối tát. Hỡi tiếng cười quái ác kia ơi, của cô gái rừng xanh còn mê lòng hải vui đẹp với duyên lành, còn tái tâm phận một cành hoa sim. Cô dâu chú rể động phòng qua chút đi. Kiểu áo cô châu kinh
đứng đầu cành hương. Còn ta màu áo tím đơn sơ là màu tím quê mùa xuân già. Giọng nói không thanh thao tao nhã, dáng đi không quyện chuyển diễm kiều. Ôi yêu bao nhiêu thì khổ bấy nhiêu, thà khép kín cửa lòng, thà khép kín. Tiếng khen miền sơn cước dục tôi lại rừng xiêm. Tôi nhớ lại mùa xiêm chín, đồi quê tím nhạt khói lam chiều. Nước suối sẽ xóa niềm đau khổ, ánh trăng thanh gột bớt nỗi sầu thương. Ta quyết không ở lại, cha tha tội cho bà ca. Ta không nên tệ sự, tin cho người ít chữ làm tin. Con giả từ cha, vĩnh biệt mừng lâm. Phà ca đâu rồi? Ủa, thơ quay rơi lệch lạc trên bàn. Trời, thơ của phà ca. Đây, dòng thơ vĩnh biệt, kinh gợi lại mộng long. Chúc anh vui đẹp duyên lành, và đừng nhớ đến một cành hoa khô. Thôi rồi, phà ca đã bỏ kinh thành rồi, phà ca hãy đợi anh phà ca. Chị nương khen hãy xem kìa, thành thành trời thù sang tỏ. Chim nở núi rừng này vắng tiếng hát của phà ca. Em nhớ năm nào hãy mùa sim bắt đầu chín thì chị phà ca rủ chúng mình vào sườn đồi núi hay sim và hát ca đùa giỡn. Chị Cam La, chị Nương Phen, em đã trở về đây kìa. Phà ca, phà ca về đây đúng lúc mùa sim chín, cũng vừa lúc đau thương trong lòng em đã chín. Sao trong phà ca bơ phờ quá vậy? Em không còn là cô gái miền sơn cước, vì lòng em mới biết yêu mà cũng mới biết đau. Vì người tráng sĩ năm xưa đã cưới vợ, em về đây bám chặt đồi xin và khuyên các chị đừng bỏ núi rừng đại đi. Đến giống người tráng sĩ năm xưa kìa.
Phà ca, em bao nở để anh mang mối tình gian dở trở về đây chôn vùi đời qua mộng dưới áng mây. Phải chẳng em có nén ngọn đào lòng bừng lên mạnh liệt như thủy triều gầm thét đi giữa trùng dương. Em bỏ trốn kinh kỳ về sống một cuộc đời sơn nữ. Phải chẳng em ép tiếng nói trai tìm cho chết liệm trong lòng. Nếu anh đoán không sai là chúng ta cùng mang một hoài bão, nhưng không ai dám hé cửa lòng. Giữa đêm tân hôn lúc ngọn đèn qua chút chưa tắt đi hẳn trong phòng, anh vội vã sang kiếm phà ca thì hay tin em bảo về miền sơn trước. Anh mang chiếc áo cưới vượt đường dịu vợ lên đây để cùng em ăn nửa trái sim, uống chung bát nước đến ngày yên ngủ giấc nhàn đời. Lỡ làng cùng anh hãy về đi để xây dựng vợ chồng với Ngọc Tu công nương. Anh và Ngọc Tu là hai nạn nhân gã băng trong một gian cờ mưu lợi, làm sao anh yêu người cho được. Em không có quyền yêu một người đã cố bạn trăm năm, dù lòng có rào rạt thốn thức, nhưng gian dở rồi làm sao chấp nối được. Người ơi về đi, phà cá nay là của xiêm nâu của xuôi bạc màu. Mộng công là người của Ngọc Tú công nương, tình mệnh đã dành sẵn rồi, hãy về đi mà xây dựng hạnh phúc của gia đình. Kìa, tiếng hô của Tiêu Mai gọi tôi. Trời đất ơi, ăn ở chi mà bất nhân quá vậy? Chưa động phòng mà rồi nhảy tót lên trên này à? Cô Phà Ca, đây có thơ của dưỡng phụ cô đây. Cảm ơn anh. Trời ơi, cha tôi đau nặng thì làm sao tôi ở yên đây được? Em xin tạm biệt các chị lần thứ hai. Khi nào dưỡng phụ em hồi sức khỏe, em sẽ về đây với các chị nha. 10 năm lặng lẽ trôi qua cửa, Ngọc Tú công nương sống lạnh lùng. Dù thế tình chịu chăng bất đắc, cũng sanh ra trẻ kiểu mộng hùng. Mộng hùng, cháu làm gì đó? Nè, dì cho hùng trái này nè. Trái gì thế dì? Trái sim đấy. Ô trái sim mà sao xấu quá, xấu hơn trái mua và trứng cá. Mà con tưởng trái sim mà to đỏ như trái hồng, ai ngờ thứ trái cây quê mùa nên sần tuổi xấu xa. Coi thế mà trái sim vô cùng ngon ngọt, cả nhất là hoa cài lên mái tóc xanh. Lời của Hùng y như lời cha của Hùng nói thở trước vậy à? Dì thường nói cha Hùng ăn trái sim gặp gì, sao ổng không cưới gì mà cưới má con vậy? À, đó là tại... Mà thôi, cháu còn nhỏ lắm không nên hiểu chuyện của người lớn làm gì nhé. À kìa, cha Hùng lại đến kìa. Cha, chơi gì phà ca chơi con trái sim nè. Con, Mộng Hùng, con vào trong chơi với mẹ con đi. Dạ. Đã 10 năm rồi, 10 năm phà ca sông cô tịch Quạnh Hiu, anh thương xót thêm lắm. Anh nên nhớ đến vợ anh là Ngọc Tú công nương, đã cùng anh dày duyên can lệ. Và nhớ Hùng con anh, đừng nên đây chị lạnh lùng chiếu chăng. Còn
chịu đựng đã quen rồi. Em đã trăm số phận cuộc đời. Phà ca mãi sống trong cô độc, anh làm thế nào được yên vui? Hãy quên anh cho tim rung đồng, tuổi em còn son kẻ sinh đôi. Em cứ yêu người khác lập thành gia thất, anh mới vui lòng được. Dạ, quân mã đã chỉnh tề, còn đợi công tử lên đường chinh phạt. Lui! Anh giả từ em lên đường chinh phạt. Anh đi phá lụy đạp thành, em về thôn bạn trong tinh đưa về. Tướng quân, dạ, hãy nghe ta dặn, mau kéo quân thuộc gian đồi núi đợi ta dụ thằng Mộng Long vào vòng. Thì tướng quân cứ xua quân tàn sát nghe chưa? Vâng. Hễ Mộng Long chết, nó chết rồi thì Ngọc Tú về tay Hà Lâm này chứ về ai? Ơ, kìa, kìa quân nó ồ ạt đến, tướng quân mau thi hành mật kế nghe chưa? Vâng vâng. Quân sĩ, dạ, hãy mau tiến quân. Ô kìa, Mộng Long thằng học trò công tử, nếp áo còn nặc mùi kinh sử, dám tìm danh vọng giữa rừng gươm mà. Chưa ra quân đã ra tù phản bội. À, lưỡi gươm này sẽ dạch mặt kẻ giá ta. Cứ so gươm, so gươm liền. Dù cho mày có chạy đường trời, tướng sĩ, dạ, mau kia nã. Dạ. Bắn ta. Dạ. Trời ơi, Hà Lâm phục quân biết ta. Tiêu Mai đâu? Tiêu Mai, đem ta về nhà của Phà Ca cho mau đi. Mộng Long chặt. Trời ơi, Mộng Long. Phà Ca em, đừng khóc để nhục chi hùng tướng sĩ. Phà Ca, ai cho phép người đến cạnh chồng ta chứ? Ngọc Tu, anh gian em đừng nặng nhẹ Phà Ca nhé. Xin phép với lệnh bà cho tôi săn sóc một chiến thương. Cầm ngay, đồ rừng núi hôi hăm, gần bên tao còn dám buông những lời ân tình. Bấy lâu tao khổ đau vì mày đây mà chồng tao đành phụ tình duyên. Ngọc Tu đừng mang chửi sân nữ, nàng cùng ta trọn sự. Tôi giang bà thương tình cho tôi săn sóc chiến thương này. Tao không muốn thấy mặt mày ở đây nữa. Người mang rợ hãy trở về nó mang rợ. Đi, mau lên. Trời ơi, Ngọc Tu giết tôi. Đi mau. Không tao đồn đãi cho thiên hạ biết rằng mày đã cướp chồng tao, biết chưa? Dân, dân, tôi xin dâng lời bà. Không phải vì khuất phục, nhưng vì hạnh phúc của lệnh bà và vì sanh mạng của Mộng Long đang quằn quại trên vùng máu đau. Tôi sẽ về nơi mang di mọi đỡ mượn không khí đông lành của núi xanh suối bạc, đãi gột rửa nhục nhã mà ngày nay tôi phải dương mang. Tôi xin giả từ bà và tôi xin giả từ người đã vì tôi mà khổ sở cho đến lúc qua người yên ngủ dưới năm quan ngầu. Xin chào bà, em xin vĩnh biệt Mộng Long. Bà ca, bà ca. Còn chàng, chàng hãy về dinh để em chạy chữa thuốc thang cho nha. Anh Tiêu Mai. Dạ. Anh tiếp lưng y giùm tôi nhé. Để tôi đi, vì chồng tôi giận lên rồi đó. Dạ. Ông đây là thầy thuốc hả? Dạ phải. Thôi, ông vô xem bệnh cho công tử đi. Ông khỏi lo, mà tôi hốt cho một thang là hết đời liền. Ô quên, hết bệnh liền. Trời mẹ ơi, cái miệng của tôi bữa nay sao xanh chín vậy cả. À, ông coi mạch cho công tử như thế nào? Chà, bệnh công tử nặng nề quá chú em ơi, chắc qua không khỏi con tăng này rồi. Nhưng đừng lo, tôi có thuốc tiền uống vô khỏi cổ cầm đoàn hết liền. Chú chịu phiền cho cái chung nhỏ coi nào, với một bình trà thật nóng thật sôi, đặng tôi quậy thuốc tiền cứu. Ông này nói sao tôi nghi quá xa, thuốc gì uống khỏi khổ là hết ngày, có quả mai thuốc độc mới chết ngày. Ý đừng nói vậy không hay nghe bồ. Dạ mời công tử dậy uống thuốc.
Ngọc Tu đâu? Dạ. Có phải người mương tên album này thuộc ta để cướp dạy cẩm khê chăng? Trời ơi, mình nói gì mà em không hiểu gì hết á. Quân. Dạ. Đè tên này xuống đổ thuốc vào. Ê, để tôi khai, có một người xưng là Tâm Phúc của Ngọc Tú mướn tôi 500 lượng vàng, 1000 lượng bạc để thuốc độc công tử. Bên kia, mới đừng có quản hồn mà nói sẵn. Quân. Dạ. Cứ đè xuống đổ thuốc. Dạ. Để nó sống còn hại đến kẻ khác. Ý trời ơi, vợ con ơi, Ngọc Hoàng Thượng Đế ơi, rồi mạng tôi rồi. Các người ở lại mảnh giỏi, nhắn giùm vợ tôi kiếm chồng khác làm ăn. Ngọc Tu. Dạ. Thật rõ mi đây, đối sát phu đáng tội, doi dày phân thay kẻ lòng một mà giả hai. Mì cố tâm giết cha con ta nghi hầu đặng có thu đoạt cẩm khê này về tay Hà Lâm, chính là thằng Tâm Phúc của chúng mày. Thật tàu trang kề vô nành cảnh chém giết cùng nhau, để chuốc bả sang vào trên máu đạo của lương dân. Chàng đừng nghe cho em ác tâm bài mưu sâu thâm, độc giết chồng để giật gian săn, ôi vô cùng ức quan. Trước sau em vẫn một lòng phụng sự chồng mà thôi, em tin gian chàng hãy yên trí bình phục bình an. Đừng ngọt lời cả mấy, Phà Ca, Phà Ca, đợi anh với Phà Ca. Các chị ơi, em đã trở về đây, lần thứ hai em trở về sân cất, đồi quê xưa vẫn tim sắc qua sim. Khói lâm chiều như hơi thở quê em ngập ngừng tỏa trên nóc nhà điêu cổ. Bao kỷ niệm em đềm còn say ngủ, từ cẩm tre cho đến gác nhà sàn, nô đùa mặt anh trắng tan. Lòng ta như ánh trăng vàng phiêu diêu. Kìa, bóng con bạch mã và một chàng trai. Hay là chàng mộng long lên đây để tìm em nữa? Phải, chính anh là kiểu mộng long sẽ chết vì lũ tham tàn phản bội, nên lặn suối trèo non lên tận đồi xiêm tìm, vừa được Phà Ca thì hơi anh vừa dứt sức anh đã mòn. Người mang vết thương đau mà vẹt đường tên mũi kim. Anh lên đây nào phải trong mong cùng em nối lại một mối tờ tình mà chúng ta đành gian dở từ bấy lâu nay. Anh chỉ lo cho lũ xoay đến đây giết hại Phà Ca, vì Hà Lâm bội phản muốn tìm giết chúng ta. Phà Ca hỡi em mau lên bước tranh xa, nếu Phà Ca còn tưởng đến anh thương mộng hùng đùm bọc, thì dẫu hồn anh xuống suối vàng lòng vẫn được yên vui. Không, đã lỡ lần rồi. Anh về sông cạnh đoàn viên, con ngoan là nghĩa vợ hèn là duyên. À, Mộng Lâm Hà Lâm băng len ta. Trời ơi, Mộng Lâm. Dạ thưa công nương, công nương tìm làm gì cái thằng chồng bội bạc? Hãy nghe lời Hà Lâm này trở về.
trở về cùng an hưởng cảnh giàu sang đi. Không, không, Tiêu Mai, hãy dẫn tôi đi tìm chàng. Kìa, Phà Ca sân nữ, còn công tử đâu rồi? À, trời ơi, ai đã bắn chết Mận Lâm rồi? Trời ơi, chồng tôi đã chết. Hỡi tướng sĩ, yeah. Kiểu công tử đã chết, chúng ta hãy thôn công nương Ngọc Tu lên tạm thời nhiếp quyền sứ quân nghe chưa? Dạ. Dạ bẩm tần sứ quân, chúng tôi trên dưới một lòng bảo vệ quyền binh cho đến phút chót. Hay chồng ta còn đó, ta không thể nghĩ đến việc nhiếp quyền. Giang sang không thể một ngày không chúa, xin công nương đừng khước từ. Thưa công nương, trong tay đã sẵn nắm lấy binh quyền, sao không giết chết cái lũ cướp mà chồng đang cười ngửa nghiêng trên đau khổ công nương vì cướp được tình thương. Quân sĩ, đôi con này lại cho ta giải việc. Hỡi con cướp chồng kia, sao không quỳ xuống cho mau? Quan, xin Ngọc Tú công nương đừng dùng quy quyền kết án người vô tội. Thà ca vì công nương mà chịu khổ mười mấy năm trường. Công nương bình tâm để tôi tỏ lại tận tường. Trước công nương thì Mộng Lâm đã tha thiết yêu sơn nữ Phà Ca, nhưng vì sự bắt buộc của sư phụ nên mối tình đầu đành gian dở. Mộng Lâm mới căng răng cưới người vợ mà lòng không bao giờ muốn cưới, nên mới xảy ra biết bao nhiêu cảnh nát gục tan lòng. Công nương biết mình là kẻ đến sau thì chính công nương có tội cướp đoạt nhân tình. Công nương đừng dội thịnh nộ lôi đình vì lời chân thật của Tiêu Mai. Không theo, không dệt, không vớt, không thêm. Công nương ơi, như công nương còn được cùng công tử má giữa vai kề, còn Phà Ca, Phà Ca mãi mãi não nề tê tay vì hạnh phúc của công nương nên mới làm ngơ với công tử đã bao lần tỏ dạ yêu nàng. Trời ơi, tôi lầm, tôi cứ tưởng rằng Phà Ca mãi ngạo nghễ trên sự đau khổ của tôi. Phà Ca hãy tha thứ cho tôi. Nữ sư quân có biết người được quyền quy như thế này là nhờ ai chăng? Đây là việc nhất quyền bất đắc dĩ, có nhờ ai đâu. Công nương đã quên ơn một người đã đem lòng yêu công nương lúc còn ở Đỗ Động Giang. Ây là thể tướng Hà Lâm đây. Vì yêu nên tôi giết chết hết cha con Kiểu Thuận để mong có một ngày này. À, mới giết chồng ta, mới phải đền tội, quân sĩ. Hoài công lắm. Quân sĩ đã bị ta giết chết hết rồi. Đồ phản bội. Quả tim của ta chết, cuộc đời của mi hết, ta giận khổ mi. Hà Lâm, trời ơi, giết tay đó. Phà Ca chém ta. Ngọc Tú chị, em đã giết chết Hà Lâm rồi chị. Phà Ca, mẫu hùng, con tôi lại kêu tôi kìa. Mẹ, mẹ, sao mẹ ra thế này mẹ? Phà Ca, nếu Phà Ca có thương Mộng Lâm hãy vì Mộng Lâm mà nhận Mộng Hùng làm con đi. Dân, em xin nhận lời. Tôi thỏa mãn lắm rồi. Mộng Hùng con ơi, hãy nhìn mẹ lần cuối cùng đi con. Giả từ Phà Ca, vĩnh biệt con. Chị ơi, em xin nhận lời, chị tự nhận làm vợ người ở dưới ba. Phải lo dưỡng nuôi săn sóc trẻ Mộng Hùng cho đến hơi thở sau cùng. Giá lại Mộng Hùng biết thương em như mẹ thì em cũng biết yêu Mộng Hùng nào khác chi con. Ngọc Tú chị ơi, nếu hồn chỉ có phượng phật đâu đây, xin chị hiểu giùm lòng em vì muốn bảo vệ hạnh phúc của chị anh mà em mới phải sống cuộc cái đời cầu muốn cô đơn. Mộng Hùng, hãy ném vào quyệt cha mẹ nắm đất vàng, chích vào hai dành khăn tan đắng rồi theo mẹ về kinh đi làm dâu cho nhà họ Kiều.
lạnh đã ghi sâu trong mi tâm mi não. Còn tấn nương là một cái người vợ không biết bao giờ cưới từ khoáng ban đầu. Mỏng Hùng, hãy theo mẹ về kinh đi con. Xa rồi đôi cũ xa.